埋下的旧情，被遗下的剧情，命途在手。为谁莫失薄望，但回望的后来是谁自首？掠过激情，怎兑换我自由？谁愿累了角色，最后如果爱恨有尽头？无尽梦恋蔓延，漫无目的，为求失回自己。共行在失落原寂寥或空，令人着迷自欺。越过低谷高峰，往返针锋对着我，不懂得闪避。情愿我没抱此信任，如何决定有后期？情感散落路边野花，已解开心中密码。闭眼踏前，我是谁？你是谁？向上爬，漂泊的心，你好吗？如果去路定必要分岔，还愿多走分岔路，不计代价。你会遗憾吗？放弃才害怕，豁出那真心，你懂吗？懂吗？还是我未放下，共往日对话，下半场认清真相。Có mệt không? Có cần nghỉ ngơi một lát không? Không cần, tôi nhớ mợ từng là quán quân chạy đường dài, dĩ nhiên tôi chạy không lại mợ rồi. Cậu nói gì nghĩa là đang nhường tôi đó hả? Ý tôi là chạy phía sau để theo dõi mợ và bảo vệ mợ thôi mà. À, ê, sao rồi? Bị trật rồi. Để coi thử, chỗ này có đau không? Có chút chút mà không sao đâu. Còn chỗ này? À, không sao đâu, một xíu là hết hả? Để tôi qua kia lấy xe mà chở đây nha. Không cần đâu, tôi đi được mà. Chúng ta cùng đi đi. Cùng đi? Cùng đi ăn trưa đó. Cậu chiều tôi nha. Ở trung tâm thương mại này ăn trưa vào cuối tuần cũng thoải mái lắm. Đúng vậy, ngày thường ở đây đông người lắm, ai cũng phải ăn thật nhanh để quay về làm việc. Chỉ có cuối tuần mới cảm nhận được không gian lãng mạn này thôi. Cậu là khách quen của quán này hả? Bình thường tôi được nghỉ một mình cũng không biết đi đâu, nên tới đây thưởng thức món ăn trưa hoặc uống một ly cà phê. Cậu sống một mình đương nhiên sẽ thấy tự do hơn nhiều. Còn mợ thì sao? Mợ có dự tính gì cho tương lai của mình không? Tôi chưa nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy. Tôi chỉ muốn những lúc tôi không cần làm gì có thể ra ngoài thư giãn tinh thần giống như bây giờ. Cảm ơn chuyên gia tận hưởng cuộc sống như cậu đã dẫn tôi tới đây. Nếu nói về tận hưởng cuộc sống, thật ra tôi cũng chỉ học ba tôi. Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, ba tôi rất thích dẫn má tôi đi ăn những món ăn ngon trong nhà hàng sang trọng. Quả thật tôi rất ít khi nghe cậu nói về chuyện gia đình cậu. Cậu với ba cậu có tình cảm rất tốt phải không? Ba tôi là thần tượng của tôi. À, xin chào anh Mã. Công ty chúng tôi đang tổ chức bốc thăm trúng thưởng kỷ niệm 10 năm thành lập. Cho hỏi anh có đem theo thẻ hội viên không? Nếu không cũng không sao. Vui lòng anh nhập số điện thoại của anh vào đây là có thể tham gia bốc thăm rồi. Ok. Giải thưởng gồm những phần quà gì vậy? Giải thưởng bao gồm giải khuyến khích là 100 phiếu ăn trị giá 500 đô. Giải đặc biệt là 3 phiếu voucher cho chuyến đi du lịch 4 ngày 3 đêm tại Maldives. Wow. Anh Mã, mời anh nhấn nút vào đây để bốc thăm. Ừ, mời nhấn đi. Tôi hả? Mời cô nhấn nút vào. Ok. Wow, chúc mừng hai vị. Hai vị đã trúng được giải đặc biệt rồi. Lát nữa tôi sẽ đem voucher giải đặc biệt đưa cho hai vị. Bây giờ tôi không phiền hai vị tiếp tục dùng bữa. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Trời, vậy trúng vậy sao? Là thật hay giả vậy? Có phải do cậu sắp đặt không? Tôi cảm thấy mợ may mắn thì có. Bình thường tôi đâu có giận mai bốc thăm trúng thưởng. Tính ra tôi cũng muốn đi du lịch lâu lắm rồi. Có điều mấy chỗ du lịch như là Maldives, nếu đi một mình thì... Nói thật tôi cũng muốn đi lắm. Nhưng mà cậu cũng biết á, chuyện dây vốn kỳ 2 của dự án đã bắt đầu rồi. Còn tôi cũng chưa cai sữa. Tôi nghĩ trong vòng 1-2 năm tới tôi cũng không đi được. Vậy à? Hay là mợ đưa cho ba má của mợ coi họ có muốn đi không? Trời ơi, nhà của cô rộng lớn thiệt nha. Chắc cỡ mười mấy phòng ngủ á. Nhà họ Mã đúng thật là hào môn ở Hồng Kông. Căn nhà rộng lớn như vậy, nếu để một mình tôi sống ở đây, luôn cả nhà vệ sinh cũng không biết tìm ở đâu. Cô nói quá thiệt chứ.
Còn nữa nha, tôi nói với cô rồi, tới đây chơi được rồi, cần gì phải mua đồ chơi cho con tôi làm gì? Hiện giờ nó đâu có biết chơi đâu. Có gì đâu, cô đừng có sáo với tôi đó. Ra đây đi. Cảm ơn chị Hảo. À, không có gì. Ngồi đi. Chị Hảo có chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cô ăn nè. Tôi nói cô biết, tụi nhỏ lớn nhanh lắm. Tôi muốn làm má nuôi của nó. Có thể là má nuôi của cậu ấm trăm tỷ. Đúng là nở mặt nở mày. Ok, tôi sẽ cho cô cơ hội. Có điều cô phải chuẩn bị bộ bát vàng để làm lễ nhận nuôi đó nha. Vậy là tôi bị lỗ nặng rồi. Lỗ gì mà lỗ. Tôi thay mặt con tôi tặng quà cho má nuôi của nó trước nè. Nè, Chủ nhật vừa rồi tôi với má cô có cùng đi ăn trưa, vô tình bốc thăm trúng được. Tôi còn lâu mới đi du lịch được, tặng cho cô đó. Wow, Maldives. Có phải chỗ ở châu Phi không? Sướng thiệt chứ. Ôi, nghĩ tới là thấy xui rồi. Tôi vừa mới chia tay người yêu, nhưng tôi sẽ tìm một người bạn trai mới đi chung với tôi. Cô vừa mới hẹn hò chưa bao lâu, chứ gì đã chia tay rồi hả? Ôi, tính cách không hợp nhau nên cũng không muốn lãng phí thời gian. À, đừng nói chuyện của tôi, cô sao rồi? Không lẽ cô định một mình nuôi lớn đứa con thiệt hả? Vất vả lắm đó. Tôi không giống cô coi tình yêu là quan trọng nhất. Hiện tại điều quan trọng nhất đối với tôi là phải cố gắng nuôi lớn đứa con. Cái đó là hoàn thành tâm nguyện của Châu. Những chuyện khác tôi không muốn nghĩ đến. Tạm thời hả? Tục ngữ có câu có không giữ mất đừng tìm. Nè, nói thật nha, con người con mắt cô cũng không tệ, cao ráo đẹp trai, lại rất tài giỏi. Tôi thấy hai người cũng xứng đôi mà. Nè, lúc rảnh rỗi hai người hay cùng nhau đi ăn, có phải hai người đã có gì đó đó không? Nè, đừng có nói bậy nha. Tôi với Marco chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè hả? Bạn bè theo kiểu tôi đánh giá cao anh đánh giá cao tôi, đôi bên thích nhau nhưng lại không thổ lộ. Hay, cô muốn nói sao cũng được hết. Tóm lại á, bây giờ chưa phải là lúc nghĩ tới mấy chuyện này. Tôi đang có một nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành trước. Chuyện sau này để sau này hẳn tính đi. Ok, đừng nói theo kiểu chắc ăn quá. Nè, kiểu như cô á, nói dễ nghe một chút thì là kiên trì, nói khó nghe một chút là cứng đầu. Chai này đúng không? Sao hay quên quá vậy, để quên đồ hoài. Louis, này là món mới của tiệm cà phê Starbucks. Cà phê hạt phỉ sô-cô-la phủ lớp kem sữa đặc biệt. Có thơm không? Xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được. Ý, người đẹp, xếp Google có ở trong đó không? À, chị Mã vừa ra ngoài, có chuyện gì ông cứ nói với tôi sẽ chuyển lại giùm ông. Tôi vào trong chờ cũng được. À, chị Mã có dặn, lúc chị ấy không có ở trong phòng, không được cho ai khác vào. Ai khác là sao chứ, tôi là người trong nhà mà. À, ông đừng làm khó tôi mà ông Hà. Cái này mắc cười nhất nè. Cô coi cái mặt của nó kìa. Ông Hà, xin nói thẳng với ông, chị Mã căn dặn tôi không được cho ông vào phòng làm việc của chị ấy, luôn cả hành lang công cộng. Chị ấy cũng không muốn ông bước vào. Đưa cho sếp của giùm tôi đi. Dạ. Anh Lễ, anh kêu tôi về Mã Lai điều tra chuyện hai má con Mandy bị rớt xuống núi, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Nghĩa là cậu tìm được chứng cứ chứng minh cái chết của hai má con họ không phải tai nạn sao? Bằng chứng xác thực thì chưa có,
nhưng tôi điều tra được một vài điểm khả nghi. Tôi có một người bạn làm cảnh sát bên Sadaka đã nói với tôi, thì ra có người từng đưa tiền mua chuộc mấy người cảnh sát đang điều tra vụ đó, bắt họ liệt vụ án này thành vụ tai nạn từ trên núi rất xuống chết. Thực chất vụ án này chưa điều tra được gì đã kết án. Anh nói cô có phải khả nghi không? Giả sử hai má con họ chết do tai nạn thì sao phải dùng tiền mua chuộc cảnh sát chứ? Cho nên chuyện này chắc chắn có vấn đề gì. Nếu hai má con Mandy không phải chết do tai nạn mà là bị người khác hại chết, thì coi bộ tên hung thủ cũng độc ác lắm, luôn cả đứa trẻ cũng không buông tha. Hại biết bao nhiêu người, mình không để người này hại tới Chloe được. Con không khách sáo nha. Phải rồi Sammy, hình như từ trước tới giờ chúng ta chưa từng cùng nhau ăn cơm thì phải. Cậu nghĩ chắc là con chưa hiểu rõ con người cậu cho lắm. Cậu sẽ nói thêm một ít chuyện của cậu cho con biết. Trước giờ cậu đã giúp nhà họ Mã làm không ít chuyện. Những chuyện mà họ không tiện ra mặt làm thì đều do cậu làm hết. Tại sao Joe có thể mau chóng được thả ra tù? Cũng do cậu ra tay. Nó có nói với con không? Con người cậu dễ dãi lắm. Quan trọng nhất là không hổ thẹn với lương tâm của mình. Vì vậy, cậu không nói vòng vo nữa. Được rồi, nói cậu xong. Bây giờ tao nói con. Những bài báo trước đó con phỏng vấn, cậu đều coi rồi. Từ ngày con bước vào nhà họ Mã, nhất cử nhất động của con, cậu đều chú ý hết. Hôm đó, con giúp Lai Đệ tổ chức sinh nhật. Sau đó kêu nó giúp con sửa điện thoại. Sau đó, con cũng giỏi lắm, chiêu này cũng nghĩ ra. Con cố tình phát đoạn clip đó lên màn hình. Con gạt được cả thế giới chứ không gạt được cậu đâu. Con vừa nhích cái đuôi là cậu biết con muốn gì rồi. Hôm con và Joe gặp nạn, trước đó cậu có đưa cho Joe một phần hồ sơ. Nội dung bên trong có thể chứng minh con có liên quan tới cái chết của hai má con Mandy. Có điều sau đó phần hồ sơ không biết biến đâu mất. Con cũng không hề nhắc tới phần hồ sơ đó luôn. Tại sao? Có phải con đã hại chết Joe hay không? Cậu à, làm vậy không hợp quy tắc lắm. Nếu con đoán không lầm thì cậu đã lợi dụng đoạn clip này và đã nhận không ít tiền từ chỗ của mợ hai để trả nợ, có phải không? Mà sau đó cậu lại sợ giấy không gói được lửa nên mới quyết định gửi cho con, lợi dụng con để đối phó mợ hai, còn có thể giúp Louis trả thù. Cậu chỉ là không muốn nhúng tay vào chuyện giữa mấy anh chị em tụi con thôi nên mới gửi đoạn clip đó cho con để các con tự mình giải quyết. Vậy sao? Cậu thử nói vậy với ba má chồng con đi coi họ có tin không. Cái chết của Joe chắc chắn có liên quan tới con. Phải, đích thực có liên quan tới con. Hôm đó lúc ngồi trên xe, Joe vì cái chết của hai má con Mandy đã cãi nhau với con một trận. Có lẽ vì lý do này nên ảnh phân tâm gây ra tai nạn. Con không nhắc tới chuyện này là vì không muốn với truyền thông châm dầu vào lửa, gây thêm tin xấu cho nhà họ Mã. Vậy nghĩa là cái chết của Joe con có trách nhiệm rồi. Có trách nhiệm và có liên quan là hai chuyện khác nhau. Cậu à, làm người á, đúng thật phải biết phân biệt trên dưới cao thấp. Bao nhiêu năm ở Mã Thị, ba chưa bao giờ coi trọng cậu. Còn con lại là người ba coi trọng nhất. Nếu cậu biết phân rõ trên dưới, sau này con sẽ cho cậu nhiều cơ hội. Con nói phân rõ trên dưới với cho cậu cơ hội là sao? Con muốn mua chuộc cậu hả? Nếu như Hà Khải Lễ này là người tham tiền thì đã sớm phát tài từ lâu rồi. Cậu nói con biết. Con đừng đụng tới Chloe. Nếu con dám đụng tới nó, cậu nói một tiếng, thiếu gì người ra tay giùm cậu.
Cậu quan tâm tới chuyện của Louis hơi nhiều thì phải. Cậu có biết Louis là gì của cậu không? Nó là vợ của Thomas. Cậu coi Thomas giống như con của cậu vậy. Còn Louis thì là con gái của cậu. Vì vậy nếu như con dám đụng tới Louis thì cậu nói một tiếng sẽ... Sammy, tối rồi còn chưa ngủ, có chuyện muốn tâm sự với tôi à? Có một chuyện tôi để trong lòng lâu lắm rồi. Trước giờ tôi rất muốn tìm người tâm sự, nhưng lại không biết nói sao. Có gì cứ nói đi, chúng ta là bạn thân mà. Chuyện liên quan tới vụ tai nạn của Joe. Có một chuyện trước giờ tôi luôn che giấu mọi người. Vào lúc trước khi Joe xảy ra tai nạn, chúng tôi ngồi trong xe đã cãi nhau một trận. Cãi nhau hả? Vì chuyện gì vậy? Vì một tấm hình. Tấm hình gì? Hình của cô hả? Là một tấm hình chụp hai má con Mandy bị rớt xuống núi chết. Joe cho rằng tôi đã hại chết má con họ. Vậy nghĩa là hai người cãi nhau là vì cái chết của hai má con Mandy. Joe một mực khẳng định cái chết của hai má con họ là do tôi gián tiếp gây ra. Vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau dữ dội trong xe. Chắc do ảnh bị phân tâm nên mới xảy ra tai nạn. Thật ra thì cũng không thể trách cô được. Người lái xe là Joe mà. Cô cũng đâu có muốn đâu. Tính ra cãi nhau cũng đâu phải là chuyện gì nghiêm trọng đâu. Sao cô lại phải che giấu? Tôi không muốn nói ra vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của Joe và nhà họ Mã. Cũng đúng. Cô sợ nếu chuyện này bị đám phóng viên đồn ra ngoài, họ sẽ ghép cái chết của Joe và cái chết của hai má con Mandy lại với nhau ra bàn tán, tạo thêm tin xấu. Cô là người hiểu rõ tôi nhất. Thật ra trước giờ tôi luôn giữ kín chuyện này trong lòng, tôi cảm thấy rất có lỗi. Louis, có phải tôi sai không? Đổi ngược lại là tôi thì tôi cũng không nói. Sammy, nếu sau này có người lại lấy chuyện này ra mắng chửi cô, tôi sẽ là người đầu tiên đứng về phía cô, ủng hộ cô. Cảm ơn cô nha. Sau khi nói chuyện với cô xong, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nè, đừng nói chuyện của tôi nữa. Phải rồi, gần đây tôi nghe nói giữa cô và cậu họ đã xảy ra chuyện gì phải không? Cô nghe ai nói vậy? À không, tôi thấy là dạo này hình như cậu rất quan tâm tới cô, nhưng cô lại mặt hầm hầm né tránh. Bộ cậu chọc cô giận hơn. Cậu họ trước giờ làm việc luôn rất kỳ quặc, tôi cũng không thèm bận tâm làm gì. Cô đó, sau này có chuyện gì nhớ phải nói cho tôi biết chưa? Ừ, biết rồi. Ừ. Không phải chứ, bây giờ mới hư là sao? Sao không mở được vậy? Cô nhấn kiểu này mà hình sắp bị cô nhấn bể luôn rồi. Nick, gặp được anh thì tốt quá. Nè Nick, hay là anh uống canh trước đi rồi mới sửa tiếp? Không sao đâu, sắp xong rồi. Cô nói có file cần mở gấp coi mà. Biết trước kêu người đó gửi qua mail chứ đừng gửi qua tin nhắn. Tôi còn tự có thể sớm được coi nữa kìa. Ok, xong xuôi. Ấy, cũng may là sửa lại được thôi. Nếu không thì lát nữa vô họp không biết phải nói gì luôn. Bây giờ cô là giám đốc phòng PR ở Mã Thị rồi, y như hoàng thượng vậy, bận rộn suốt cả ngày. Phải đó. Vậy mà luôn cả cái điện thoại cũng dám chơi tôi. Tối qua nó đã bị đơn một lần rồi, ai ngờ sáng nay lại bị thêm lần nữa. Tối qua sao? Ừ. Cô ở nhà mà, sao không kêu em gái cô sử dụng? Em gái tôi hả? Bây giờ nó không dám đụng tới mấy cái thiết bị điện tử này luôn. Sao vậy? Trước đó nhà tôi có tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho nó tại nhà.
Đúng lúc điện thoại của thím Sammy bị dính virus nên em gái tôi đã sử dụng thêm máy. Ai ngờ sau khi sửa xong, đột nhiên lại nhảy ra đoạn clip má tôi là người đã lượm đôi giày cao gót của thím Chloe. Cái đó xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Bây giờ em gái của tôi luôn cả iPad cũng không dám đụng tới, bỏ qua một bên không chơi luôn. Nếu như hôm đó là anh sửa chứ không phải em gái tôi sửa, vậy thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện vậy rồi, đều tại anh hết đó. Làm tôi bây giờ có chút thấy nhớ ba má thôi. Cô đừng buồn nữa. Cô coi như bây giờ bác trai và bác gái đang nghỉ phép dài hạn để thư giãn tinh thần đi. Uống canh đi. Marco, Chelsea. Xin chào. Xin chào. Giới thiệu với hai người, đây là Phoebe, Johnny, Marco, Chelsea. Xin chào. Chào Johnny. Xin chào. Thật ngại quá, Sammy phải đưa con đi kiểm tra sức khỏe cho nên không tới được. Mãi nhờ tôi nói câu xin lỗi anh. Có sao đâu chứ, là mẹ dĩ nhiên phải chăm sóc cho con mình rồi. Tôi ngưỡng mộ muốn chết luôn, có thể hưởng thụ cuộc sống gia đình. Ừ, tôi còn tưởng cậu Long là một chú chim không thích bị giữ chân chứ. Thì cũng phải có người cho tôi cơ hội mới giữ chân được tôi chứ. Bớt giỡn đi cậu Long à, nếu anh chịu, chỉ vì cô gái tới xếp hàng giành giật thì có. Nói vậy cậu Long sẽ khó xử đó, vì một cái cây mà từ bỏ nguyên một cánh rừng phải không cậu Long? Nè, con người tôi chung tình lắm nha, tại cô không hiểu tôi thôi. Nè, Marco, anh nói có phải không? Theo tôi quan sát cho thấy, về mặt làm ăn thì chỉ cần cậu Long xác định được mục tiêu thì sẽ dũng cảm tiến về phía trước, không bỏ cuộc giữa chừng đâu. Tôi nghĩ về mặt tình cảm chắc cũng vậy. Chính xác. Vậy tôi xin phép. Như lời Marco nói ra luôn khiến người ta nghe thấy mát lòng. Hèn gì có rất nhiều người đến thế hợp tác làm ăn với anh là như vậy. Mấy chuyện làm ăn tôi thật sự không giỏi lắm, phải học học. Không phải chứ. Chelsea, cô chỉ uống nước ép thôi sao? Lần trước trong tiệc mừng thọ 60 tuổi của luật sư Hồng, tôi thấy cô có uống rượu mà. Mời cô. Ở đây gió lớn, tôi uống rượu vào sẽ bị đau đầu. Được rồi, vậy lát nữa tàn tiệc cùng nhau đi ăn khuya đi. Ivan, anh chậm một bước rồi. Chelsea đã đồng ý tối nay đi ăn cơm với tôi trước rồi. Không ngờ cậu Long cũng nhanh tay thiệt chứ. Được rồi, vậy ly sâm banh này anh uống thay Chelsea luôn đi. Ok. Cảm ơn anh. Không cần có xấu. Nhưng mà tôi nói thật đó, tối nay cùng đi ăn nha. Tôi mới về từ công ty tới đây nên hơi mệt, tôi không đi đâu. Được thôi, tôi không có gì tốt, nhưng được cái rất kiên nhẫn. Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cô thay đổi chú ý. Công tiễn nha. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chelsea. Bye bye. Mà cô có gì về trước rồi. Dạ, xe chở cô về. Hay để tôi chở cô về nha. Không cần đâu, tôi tự gọi xe được mà. Cô đã từ chối không đi ăn với tôi, đã khiến tôi buồn lắm rồi. Nếu như việc chở cô về mà cũng không được, tôi sợ tôi sẽ làm chuyện dại dột đó. Dù sao cũng thuận đường, hay là để tôi chở cô Mã về cho. Phiền anh chở tôi nha. Phiền gì đâu, rất hân hạnh thì có. Tôi sợ chút nữa tôi lái xe, chỉ lo nhìn cô mà quên nhìn đường luôn. Có phải anh thường nói như vậy với những cô gái khác không? Đâu có. Cảm ơn. Anh Long, cô Mã. Anh Long, cô Mã, hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy? Cảm ơn, trả lời đi. Nói về cậu, cậu đi mà. Xin lỗi, thằng ngại quá, thằng ngại quá. Xin lỗi cái gì? Anh Long và cô Mã phải tới một sự kiện tiếp theo rồi. Xin lỗi, làm ơn cái gì đâu mà tôi. Tôi và Chelsea trước mắt chỉ là bạn bè rất thân. Tuy nhiên tôi không loại trừ chúng tôi có khả năng tiến tới hẹn hò, nên tôi hy vọng cái gì có thể cho chúng tôi chút không gian. Nếu thực sự có tin tốt, tôi sẽ thông báo cho cái gì biết đầu tiên. Cảm ơn. Thật ngại quá, làm ơn. Câu đi. Nói thêm câu đi. Nè, thật ngại quá. Nói thêm câu đi mà. Được rồi. Được rồi. Cô không ngại tôi trả lời đám phóng viên như vậy chứ? Anh không nói vậy, họ cũng sẽ giết vậy thôi. Không biết có phải do tôi quá tự tin không? Tôi cảm thấy chúng ta thực sự có khả năng tiến tới. Không thể kiểm soát suy nghĩ của anh.
đây cô Chelsea nổi tiếng ghê nha. Trên mấy trang mạng lá cải toàn bộ đều đang nói về chuyện của cô Chelsea và Long Giang Biêu. Kim đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối. Cậu chủ Kim Long tu tâm dưỡng tính, đem lòng yêu Thiên Kim tập đoàn Mã Thị. Bí mật hẹn hò riêng tư, cậu Long tích cực theo đuổi Thiên Kim. Ha, cũng xứng đôi lắm. Sammy à, có thật tụi nó đang hẹn hò với nhau không? Con cũng không rõ lắm, nhưng hình như Long Dân Biêu cũng có tình ý với Chelsea thì phải. Bà xã à, bây giờ Chiêu Từ còn nổi hơn năm xưa em đi thi Hoa hậu nữa đó. Anh đừng có nói bậy nữa. Hay, dù gì cũng là cậu chủ tập đoàn Kim Long, chứ đâu phải cái tên Tôn Hiếu Minh khốn kiếp đó. À, nếu tụi nó hẹn hò thiệt, vậy thì quan hệ giữa Mã Thị và Kim Long sẽ khác hẳn trước rồi. Tính ra sau này sẽ được hợp tác làm ăn nhiều hơn. À, lần này Chiêu Từ coi như cũng có chút đóng góp cho nhà họ Mã này ha. Nếu hai đứa tụi nó thật lòng yêu nhau thì tôi đương nhiên cũng thấy mừng cho nó. Chỉ sợ người khác có ý đồ xấu thôi. Người bên ngoài đều nói con người của Long Chân Biêu không tốt lắm, con lo Chiêu Từ bị hắn gạt thôi. Chiêu Từ là đứa thông minh, nó biết làm sao chọn mà. Bà xã, nếu em cứ kiên quyết lấy chồng của em ra làm tiêu chuẩn để đánh giá như người đàn ông khác, vậy thì đâu có ai đạt tiêu chuẩn đâu. Má, tối nay con không về ăn cơm nha. Có hẹn với Long Văn Biêu hả? Má tin mấy trang tin tức lá cải đó hồi nào vậy? Chính vì má không tin, gặp con không chịu nói thì sao má biết thật hay giả? Giả đó, tuyệt đối không có chuyện này. Không có thật không? Bây giờ không có, sau này cũng không, tương lai cũng không có luôn. Má thấy nhẹ lòng hơn chưa? Chưa gì đã mạnh miệng khẳng định. Không lẽ con vẫn còn nhớ tên Tôn Hiếu Minh đó? Má nói đi đâu vậy? Hiện tại con chỉ muốn làm tốt dự án tuyến đường sắt mới, những chuyện khác con không muốn nghĩ tới. Hơn nữa, con muốn chứng minh cho ba thấy, ngoại trừ có ba đứa con trai tài giỏi ra, vẫn còn có đứa con gái tài giỏi như con. Má biết con muốn làm chuyện nở mày nở mặt trước nhà họ Mã, nhưng phụ nữ có tài giỏi cách mấy sau cùng vẫn phải lấy chồng. Nếu như gả cho nhà họ Long thì địa vị khác hẳn, lúc đó con đâu cần nhìn sắc mặt người khác. Gả vào nhà họ Long sẽ sống vui vẻ hơn sao? Ừ. Má, con có thể hỏi má câu này không? Ừ. Hồi đó sau khi má đi theo ba, ai cũng cảm thấy má rất sung sướng. Nhưng con biết má luôn phải nhìn sắc mặt của má lớn. Thậm chí một tuần chưa chắc ba sẽ tới đây một lần. Vậy má có từng hối hận không? Thật ra hồi đó má đi theo ba con, đích thật má rất yêu ông ấy. Nhưng má cảm thấy chỉ cần người mình yêu ở bên cạnh mình, dù có chịu chút uất ức cũng không phải chuyện lớn lao. Nghĩa là má là vì tình yêu. Vậy má không cần khuyên con nữa, vì con cũng muốn giống như má vậy, tìm một người con yêu thật sự. À, ăn sáng đi. Bài báo ngày mai đăng tôi đã coi qua rồi, có một vài chỗ cần điều chỉnh lại. Lát nữa cậu qua phòng tôi nói với cậu. Tôi còn tưởng tôi là người đầu tiên tới chứ, ai ngờ mở còn tới sớm hơn. Trà nhãn táo đỏ đường đen mở uống không? Cảm ơn. Chị Mã, người của Kim Long tới rồi. Mời họ vào đi. Dạ. Anh Long, anh cảm thấy bản kế hoạch của Chelsea có vấn đề gì không? Rất tốt. Toàn bộ bản kế hoạch đều làm rất tốt, mọi thứ đều rất chi tiết. Lúc cả người có yêu cầu cao như tôi cũng hoàn toàn không tìm ra được một điểm gì để bắt lỗi. Làm tốt lắm. Chelsea vốn là luật sư, trước giờ luôn rất nghiêm khắc. Anh Long quá khen rồi. Dự án lớn như vậy, đương nhiên bản kế hoạch phải làm thật tốt. Sammy, tôi thật sự ngưỡng mộ cô. Có một người trợ thủ đắc lực như Chelsea. Không lẽ anh Long tính mọi người của tôi qua bên anh chứ? Tôi muốn đó, nhưng phải coi Chelsea có lòng tin với tôi hay không mới được chứ. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta nên giao lưu nhiều hơn, bắt đầu từ khâu tìm hiểu. Hay là vậy đi, tối nay chúng ta cùng đi ăn đi. Không biết Chelsea tối nay có nể mặt đi chung không? À, xin lỗi anh Long, tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết, chắc tối nay phải tăng ca rồi. Sammy, Marco, phòng pháp lý còn rất nhiều việc cần xử lý, em ra ngoài trước. Tạm biệt. Còn nói sao? Mời người nhà họ Long tới nhà của chúng ta ăn tiệc. Tại sao không ra ngoài ăn?
mời họ tới nhà chúng ta ăn tiệc, không những có thể thể hiện việc Mã thị chúng ta và nhà họ Long là đối tác làm ăn với nhau, làm vậy còn có thể phản ánh việc mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình với nhau, cũng tốt mà. Cũng phải, chuyện làm ăn quan trọng như vậy cũng nên nâng tầm mối quan hệ một chút. Nếu ba không phản đối, con sẽ cho người sắp xếp. Vậy thì vất vả cho con rồi Sammy. Hả? Mở tiệc nướng đồ ăn, tôi có thể không tham gia không? Chiêu Từ, cô là người của nhà họ Mã, lại là người phụ trách của dự án tổng trạm tuyến đường sắt mới, nguyên nhân gì không tham gia? Mà ba chị cũng biết mà, lần trước sau khi tôi tham gia bữa tiệc của anh Long, tôi đã bị đám phóng viên giết y như tôi là bạn gái của anh. Lần này ba má anh cũng có mặt, tôi không muốn giống kiểu như đang gặp phụ huynh vậy. Khờ quá, bữa tiệc lần này mục đích chính là nâng tầm mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình với nhau. Cô coi như đang giữ sự kiện quảng cáo cho nhà họ Mã vậy thôi. Hơn nữa chị tổ chức tại nhà, đám phóng viên làm sao biết được? Chắc là do tôi suy nghĩ nhiều quá. Chiêu Từ, tôi là chị dâu của cô, có những chuyện tôi muốn nói với cô. Cô đừng trách tôi nhiều chuyện. Tôi thấy từ ngày cô với Tôn Hiếu Minh chia tay tới nay, cô đã dành tất cả thời gian và tinh thần dồn hết vào công việc. Làm vậy đối với cô mà nói không tốt lắm, nhưng cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Tôi biết cô rất thích làm việc và đặt công việc lên hàng đầu, nhưng mà cuộc sống của cô đâu chỉ có công việc đâu. Huống chi tôi thấy con người của Long Giang Biêu cũng không tệ, vừa nhìn đã biết anh có tình ý với cô rồi. Cô coi như làm bạn với anh trước đi, đâu cần chi gì đã từ chối thẳng thừng vậy. Có phải Long Giang Biêu có khuyết điểm gì làm cô cảm thấy phản cảm không? Cũng chưa đi tới mức phản cảm nghiêm trọng như vậy. Có điều giống như chị nói, tôi chỉ muốn tập trung vào công việc để làm tốt dự án lần này, những chuyện khác tôi không nghĩ tới. Được thôi, tôi cũng hiểu mà. Dù sao đi nữa, tôi thật sự vẫn muốn hôm đó cô tới tham gia. Còn nữa nha, ba cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào cô. Cô đừng làm cho ba thất vọng đó. Đích thực gia đình vẫn quan trọng hơn. Lại Nghi. Wow. Không lẽ cô gái mình ngoại tình hả ta? Trời ơi. Quan hệ với Trân Tâm và Mã Triển Hồng tốt như vậy, chiếu theo lý thì hôm Mã Triển Hồng bị cảnh sát nghi ngờ có liên quan tới cái chết của Mã Diệu Tổ, không lý nào Trân Tâm lại che giấu sự thật không nói ra. Vậy nghĩa là anh đang nghi ngờ chuyện này có chút kỳ lạ. Cũng như ba cô, A Khải Lễ từng nói, toàn bộ chuyện này chưa chắc không có điểm khả nghi. Cái chết của má con Mandy có khả năng thật sự liên quan tới Trân Tâm. Toàn bộ đều do anh suy đoán thôi, thực chất anh đâu có chứng cứ. Sao mà người đàn ông này dẫn con gái mình tới mấy chỗ xa xôi như vậy chứ? Nói gì mà bí mật dữ vậy trời. Đây mới chính là điểm lợi hại của Trân Tâm. Cổ có thể đem những chuyện bất lợi đối với cổ nói thành chuyện không hề liên quan gì tới cổ. Trước khi chưa tìm được chứng cứ xác thực, anh không thể định tội cổ như vậy được. Sau khi Joe qua đời, Sammy cô đơn một mình, tính ra cũng tội nghiệp lắm. Anh đừng vu khống cổ sớm như vậy. Thật ra lúc trước tôi cũng từng vu khống cổ hại chết con tôi. Tôi cũng thấy trong lòng không yên và có lỗi với cổ lắm. Wow, ai cho mày vỗ vai con tao hả? Thằng này là ai vậy không biết nữa. Trân Tâm có phải là người đáng tin cậy hay không, phải để thời gian trả lời mới biết. Anh yên tâm đi, tôi biết tự bảo vệ chính mình mà. Chúng ta về thôi, anh đi đâu để tôi chở anh đi. Thôi khỏi đi, tôi muốn ở đây một chút. Vậy liên lạc sao? Tại sao lại theo dõi tôi? Cậu Lai, cậu có quan hệ gì với Louis?
Tôi cảnh cáo cậu, con gái tôi có chồng rồi, cậu đừng là bậy, cậu chết chắc đó. Bác trai, bác hiểu lầm rồi. Thôi dẹp đi, ai là bác trai cậu, đừng cứ bậy. Con gái của bác là bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn với tôi. Theo như cậu nói, vậy lúc hai đứa sống ở viện mồ côi đã thân nhau lắm rồi đúng không? Lạc Nhi 8 tuổi vào viện mồ côi, rồi từ Macau qua Hồng Kông, tính tổng cộng tôi đã quen cậu được 20 mấy năm. Cậu thì sướng rồi, có thể cùng con gái tôi làm bạn với nhau 20 mấy năm. Còn người ba ruột như tôi chỉ muốn nói mấy câu cũng không được nữa. Nói thật nha bác trai, bao nhiêu năm nay bác đã từng làm những gì của một người ba nên làm không? Người còn không thấy đâu, bác có biết lúc là nghe viện mồ côi đã chịu bao nhiêu cực khổ không? Bác lấy gì mà muốn cậu nhận lại bác chứ? Tôi biết là lỗi của tôi. Cũng tại hồi đó tôi nhất thời hồ đồ. Nhưng mà khi vừa biết chuyện của hai má con nó thì tôi lập tức đi qua Macau tìm họ, mà rốt cuộc tìm hoài cũng không được. Vậy bác muốn gì? Dĩ nhiên tôi muốn nó nhận lại tôi rồi. Liệu có phải là bác hơi ích kỷ không? Bây giờ hai người có quan hệ gì mà bác muốn cô công khai chứ? Tôi biết là rất khó, nhưng mà nó cũng đâu cần coi tôi giống như kẻ thù vậy chứ. Cậu có biết nó vừa thấy tôi là quay đầu bỏ đi liền không? Từ khi sinh ra tới nay là bao nhiêu năm rồi, cơn giận này làm sao nuốt trôi được. Này, hay là vậy đi, cậu là bạn thân của nó, có thể giúp đỡ tôi nói vài câu tốt đẹp trước mặt nó không? Nè, tính cách của cổ tôi hiểu rõ nhất, dễ mềm lòng lắm. Làm nhiều thêm đi, làm thêm nhiều chuyện để cổ thấy bác đáng được tha thứ. Xin chào, ông tìm tôi có chuyện gì à? Không phải là tôi gấp, mà là cậu quá chậm rồi. Cậu định là tới khi nào mới bắt đầu bước đi kế tiếp đi? Sắp rồi. Chỉ cần tôi kích quả bom, cổ phiếu Mã Thị lập tức giảm mạnh. Tới lúc đó chúng ta sẽ nhân lúc giá thấp mua sạch cổ phiếu của Mã Thị. Sắp là sau, còn đợi cái gì nữa? Vẫn còn một vấn đề nhỏ tôi cần phải giải quyết trước. Ba tôi còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện đó. Cộng thêm thị trường toàn cầu chưa có xu hướng mới, bây giờ là thời cơ thích hợp nhất. Vì vậy tôi muốn biết vấn đề nhỏ của cậu là gì, cậu nói đi. Ông đi Rossi, cho tôi thêm vài ngày nữa được không? Mấy ngày lần sau. Được rồi, đừng làm tôi thất vọng, tôi sẽ tới tìm cậu. Marco. Xin lỗi. Cảm ơn cậu. Tìm tôi có chuyện hả? Không, tôi định rủ mợ đi ăn trưa thôi. Mà thấy mợ ngủ nên tôi mới... Tính ra món canh cũng đã ra lâu rồi, mà sao những món khác vẫn chưa tới vậy? Để tôi hỏi thử. Nè, khỏi hỏi đi. Ăn món Tây là lâu vậy mà, còn mà hối bếp trưởng lát ra món dở ẹt cho coi. Tôi còn định bữa trưa ăn đại cho rồi, xong buổi tối sẽ ăn ngon hơn một chút. Ai ngờ lựa chọn sai lầm. Thật tình xin lỗi mợ, hại mợ lãng phí thời gian. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cần gì phải nói nặng dữ vậy. Thư giãn đi. Sammy à? Ừ? Nếu như trong công việc tôi cũng... lựa chọn sai lầm, liên lụy tới mợ hoặc nhà họ Mã, không biết mợ có trách tôi không? Cơ hội xảy ra hơi bị hiếm, vì cậu nổi tiếng làm việc rất cẩn thận và chu đáo, nên cậu cũng đừng lo. Không phải, tôi chỉ nói lỡ thôi.
lỡ như thật sự xảy ra chuyện như vậy, liệu mợ có tha thứ cho tôi không? Nếu như cậu thật sự làm sai chuyện gì, tôi nghĩ nhiều nhất cũng chỉ tổn thất về mặt tiền bạc, thời gian, thậm chí là danh tiếng. Chắc sẽ không ảnh hưởng tới tình bạn giữa tôi và cậu đâu. Nè, hay là chúng ta kêu chai rượu uống chung nha, được không? Cũng được. Ê, đợi đã, hay thôi đi. Tôi sợ tôi uống say, sáng mai còn phải dậy sớm, tôi khỏi đi. Ok. Xin lỗi nha. Alo, em trai. Chị Hai à, em quên mang chìa khóa rồi, chị có mang theo không? Dù chị có mang theo, bây giờ cũng đâu thể đưa cho em được. Thật ra nếu cô kết hôn không thấy vui, thì đừng kết hôn nữa. Là gì? Tôi yêu cô. Anh yêu tôi. Bên nào vậy? Không phải. Đừng nhấn nữa, không có ai đâu. Bà má tôi qua Macau phát bánh cưới cho bà con chú bác rồi. Chìa khóa đâu? Chìa khóa hả? Đau quá đi. Tôi thấy đau đầu quá. Đưa lên đi. Liên miên như linh cảm nhà trầm một liều, hòn chết qua lọt muôn đi dịp hoàng điều. Ngoài hà liêu, trải phát yên phu lại sang, phiên san ye pha liêu. Yên đại liêu, nàn đức phong si đê siêu, trải hồi tông, phàn lô dùn lăng mong điêu. Y hoàn bèng trẻ hà, trải phát yên kỳ miêu siêu, học hồi chân sĩ liêu. Trần sĩ nói sùi mù quê cư, sùi mù xâm sùi, sùi mù hì hư, liền liền sĩ kinh, liền liền nô hư, y chi vai si, trầm điên chinh sùi, liền liền qua qua, cho chị thảo mơ yên hồi sâu, hô sùi yết sưng đê lịch sĩ, trầm hồi liều mù xâm sùi. Chỉ phải cho chàn như cô lư, chàn như bất mãn, chàn như không hư, sự gì dấu cần sự gì duyên hư, hoàn hồn rơi hầu, phong phai hoặc trong cơ, quyết định ở sinh bài đắc sát tâm hồn lư, hiền hầu mơ lan kiếp chung, chẳng phá dấu phi trần. Tô ta 雨水